xót xa cảnh ba đứa con thơ bơ vơ của sư cô Cảnh Tuệ tu theo hạnh đầu đà như sư Minh Tuệ. Vì ni cô này pháp danh là Cảnh Tuệ, mặc dù là phận nữ nhi nhưng đã lựa chọn con đường tu khổ hạnh đầu đà, một con đường đầy gian truân và thử thách. Với thân phận ni cô, sư sẽ phải đối mặt với những bất tiện trong sinh hoạt cá nhân cũng như ngủ nghỉ hàng ngày. Điều này đòi hỏi sự kiên định và lòng dũng cảm lớn lao. Nói về hoàn cảnh của sư cô, trước khi bước chân vào con đường tu hành, sư cô đã từng có một gia đình với ba đứa con. Tuy nhiên, sư cô đã không còn sống cùng chồng và cuộc sống của cô bước sang một ngã rẽ mới. Quyết định đi tu của sư cô không phải là một quyết định dễ dàng. Trước khi chính thức rời bỏ đời sống thế tục, cô đã dành thời gian để lạy cha, lạy mẹ, bày tỏ lòng hiếu thảo và xin phép bậc sinh thành. Hiện tại, sư cô vẫn đang trong quá trình học tập và hoàn thiện 13 hạnh đầu đà. Sư cô cũng chưa thể buông bỏ hoàn toàn mọi thứ để tập trung vào việc tu hành, vì vẫn còn trách nhiệm lớn lao của một người mẹ, phải lo lắng và chăm sóc cho ba đứa con nhỏ. Trong quá trình quay lại hành trình bộ hành khất thực của sư cô Cảnh Tuệ, khi hiểu thêm về hoàn cảnh và tâm nguyện của sư cô, một kênh YouTube đã quyết định ghé thăm ba đứa nhỏ, con của sư cô, mang theo một ít quà để chia sẻ với các bé. Bây giờ, các bé sống cùng với sư cô trong ngôi nhà nhỏ này. Khi mẹ có hành trình đi gieo duyên ở xa thì các bé ở một mình, còn ở phía sau nhà là nơi bà ngoại và dì của các bé sinh sống. Họ thường xuyên qua lại để giúp đỡ, chăm sóc cho ba đứa trẻ. Sư cô có chia sẻ rằng trước kia sư cô làm nghề bấm huyệt đông y. Trước khi đi, sư cô đã truyền nghề lại cho đứa con lớn, năm nay đã 15 tuổi. Trong chuyến thăm này, người hỗ trợ đã mang theo hai bao gạo và một ít bánh kẹo để tặng cho các em. Khi đưa bánh kẹo cho bé Út, em ấy mừng rỡ, liền ăn ngay. Địa chỉ nhà của sư cô Cảnh Tuệ nằm ở ấp 6, xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Nếu có bà con cô bác Phật tử nào ở gần đây, có mong muốn ghé thăm và động viên các em nhỏ, có thể đến thăm tại địa chỉ trên. Nhà của sư cô có dán rất nhiều hình ảnh và biểu tượng Phật giáo, dễ nhận biết khi ghé qua. Khi trao quà, chủ kênh đã nhắc các em rằng đây là tấm lòng, chỉ mong các em có thêm chút lương thực và đồ ăn vặt để đỡ đần trong thời gian mẹ các em đi vắng. Nhìn thấy các em không dám nhận, chủ kênh đã khuyến khích các em cầm lấy để mua sữa cho em Út. Một trong những em lớn tuổi nhất, khi được hỏi về việc ăn uống, cho biết mình chủ yếu ăn chay nhưng cũng có lúc ăn mặn. Trong câu chuyện, một em lớn nhất đã gửi lời nhắn nhủ đến mẹ mình, mong mẹ cố gắng học tập, tu tập để thành công và trở về an toàn, bình an. Các em vẫn luôn nhớ mẹ và mong ngày mẹ quay về. Phía bên kia là nhà bà ngoại của các bé, tuy gần nhưng lại cách nhau một con suối. Bình thường, mấy bé thường đi qua con đường này, băng qua con suối để sang nhà bà ngoại. Nhưng mà hôm nay thì trời mưa lớn, nước suối chảy xiết, nên mấy bé không thể qua đường đó được, phải đi vòng qua một con đường khác ở phía ngoài kia để đến nhà bà ngoại. Khi xuống đây, chủ kênh đã ghé qua nhà bà ngoại và dì của mấy bé. Bà ngoại và dì vẫn thường xuyên chạy qua chạy lại để lo cho mấy bé, giúp chúng cảm thấy được chăm sóc và an ủi khi mẹ vắng nhà. Dù còn nhỏ tuổi nhưng các bé vô cùng ngoan ngoãn và tự lập. Điều này càng khiến người ta không khỏi chạnh lòng khi nhìn cảnh ba đứa trẻ nương tựa vào nhau trong ngôi nhà vắng bóng cha mẹ. Hình ảnh ấy xót xa đến đau lòng, bởi lẽ dù có được tình thương của bà ngoại và các dì, nhưng cũng không thể bù đắp nổi sự chăm sóc hàng ngày của cha mẹ mà lẽ ra, ở độ tuổi này, các bé phải được nhận. Những năm tháng này, đáng lẽ phải tràn ngập tiếng cười, vòng tay ôm ấp của cha mẹ, nhưng các bé lại phải tự mình đối diện với những thiệt thòi. Điều đó khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng cảm thấy nghẹn ngào. Cuộc đời mỗi người đều mang một số phận riêng, và dường như con đường tu hành đã được định trước cho sư cô Cảnh Tuệ. Có những người sinh ra đã mang trong mình sứ mệnh đặc biệt, một sứ mệnh dẫn dắt họ vào con đường tu hành, tách biệt khỏi những ràng buộc thế tục. Con đường ấy, dù gian nan và đòi hỏi nhiều hy sinh,
lại chính là con đường dẫn đến sự giác ngộ và bình yên tâm hồn. Chúng ta không thể thay đổi số phận đã được an bài, nhưng có thể cầu nguyện và hy vọng rằng sư cô sẽ đạt được những thành tựu lớn lao trong tu học. Những nỗ lực và công đức mà sư cô tích lũy sẽ không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân mà còn được hồi hướng cho gia đình và những người thân yêu. Mong rằng sự hy sinh của sư cô sẽ mang lại hạnh phúc và sự bảo bọc cho các con, để các bé có thể lớn lên trong an lành và được định hình bởi những giá trị tinh thần cao quý. Tiếp theo chương trình hôm nay, có một câu chuyện đặc biệt chúng tôi muốn chia sẻ từ một khán giả tên là chú Lễ. Chú Lễ năm nay đã ngoài 40 mấy tuổi, nhưng khuôn mặt chú trông chững chạc và cứng cỏi hơn so với tuổi thật, nên có thể nhiều người sẽ nghĩ rằng chú lớn hơn tuổi. Gia cảnh của chú cũng không mấy dư dả, nhưng chú luôn cảm thấy may mắn vì đã có cơ hội gặp gỡ và cúng dường cho thầy Minh Tuệ. Câu chuyện của chú Lễ chứa đựng những chi tiết thú vị, chắc chắn sẽ khiến mọi người không chỉ ngạc nhiên mà còn có những nụ cười nhẹ nhàng khi lắng nghe. Theo lời chú Lễ, sáng ngày 3 tháng 9, khi thầy Minh Tuệ đi khất thực, con đường mà thầy chọn không phải là con đường gần nhà chú. Chú Lễ, người đã sinh sống lâu năm trong ngọn núi ấy, không hề biết rằng thầy sẽ đi qua khu vực đó, bởi chú không nhận được thông tin trước. Chú chỉ là một người dân bình thường, sống với lòng kính yêu thầy từ khi thầy Minh Tuệ xuất hiện và trở thành một hiện tượng. Từ lúc ấy, chú Lễ bắt đầu tìm hiểu về 13 hạnh đầu đà cũng như pháp tu của thầy, và từ đó phát tâm ăn chay, duy trì việc này kể từ khi thầy đến ngọn núi cho đến nay. Cuộc sống của chú Lễ cũng không hề dễ dàng, hàng ngày chú phải chạy xe máy ra những nơi đông đúc để kiếm sống bằng nghề xe ôm. Vào buổi sáng hôm ấy, chú Lễ không hề biết trước rằng thầy Minh Tuệ sẽ đi khất thực, bởi mấy ngày qua, thầy không báo trước cho bất kỳ ai về hành trình của mình. Thầy muốn mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên, không có sự chuẩn bị hay sắp xếp trước. Việc gặp thầy trên con đường khất thực là một điều may mắn và diễm phúc, một cơ hội không phải ai cũng có được. Trong những ngày lễ vừa qua, khi mọi người còn bận rộn với công việc và gia đình, nhiều người chưa thể theo dõi hết hành trình của thầy Minh Tuệ. Sáng nay, chú Lễ, như mọi khi, chuẩn bị đi làm vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng. Chú cẩn thận chuẩn bị hộp cơm nguội từ ngày 2 tháng 9 và một trái bắp luộc để dành cho bữa sáng tiết kiệm. Khi dắt xe ra và chạy được một đoạn, chú nhìn thấy từ xa, cách nơi ở của mình khoảng 2 cây số, một khung cảnh lạ thường. Chưa đến 6 giờ sáng, nhưng bà con khu vực đó đã thức dậy sớm, nháo nhào và xì xào điều gì đó. Càng tiến lại gần, chú càng nghe rõ hơn tiếng xì xào và cảm giác hồi hộp, háo hức trỗi dậy trong lòng. Khi đến gần hơn, khoảng cách chỉ còn tầm 100 mét, chú hỏi thăm những người đang đứng đó và biết rằng thầy Minh Tuệ đang đi khất thực ở khu vực này. Dù không ai biết trước, nhưng những người tập thể dục buổi sáng đã thấy thầy di chuyển đến con đường này. Tin tức nhanh chóng lan truyền, khiến cả khu vực trở nên nhộn nhịp. Người thì vội vàng chuẩn bị đồ ăn cúng dường, người thì chỉ có thể đứng đợi với tâm trạng háo hức, mong được gặp thầy. Khi nghe tin thầy Minh Tuệ đang đi khất thực gần đó, chú Lễ không giấu được niềm vui mừng. Đối với chú, từ khi thầy về ngọn núi, không phải ai cũng có may mắn được gặp thầy, dù chú sống ngay trong khu vực đó. Đến tận ngày 3 tháng 9 này, chú mới có cơ hội gặp thầy, điều này thật sự quý giá. Chú không chần chừ mà dừng xe ngay lập tức, quyết định không đi làm như mọi ngày nữa, vì chú hiểu rằng khoảnh khắc này là một cơ hội hiếm hoi. Chú đã chuẩn bị sẵn một hộp cơm nguội và một trái bắp luộc cho bữa sáng, nhưng chú quyết định giữ lại để cúng dường thầy. Dù trong lòng không khỏi lo lắng, vì biết rằng có nhiều người đã chuẩn bị những món ăn nóng hổi. Mới mẻ với tấm lòng thành kính, chú vẫn tự trấn an bản thân rằng thầy Minh Tuệ không bao giờ kén chọn hay chê bai đồ ăn. Dù là nguội hay nóng, thầy đều đón nhận với lòng từ bi. Điều quan trọng nhất đối với chú là được cúng dường cho thầy, dù phần ăn của mình đơn giản. Tuy vậy, chú vẫn lo lắng không biết thầy có thực sự đến khu vực chú đang đứng để nhận sự cúng dường này hay không. Nhưng chú vẫn đứng đó, hy vọng và chờ đợi. Khi thầy đến gần chỗ chú Lễ, chú trở nên bối rối,
vừa vui mừng vì thầy đã đến để giao duyên, vừa buồn vì sự chuẩn bị của mình chưa được chu đáo. Việc gặp thầy trong hoàn cảnh tự nhiên và bất ngờ như vậy khiến chú Lễ không kịp trở tay. Nhưng chú tự trấn an mình và được bà con ở đó động viên rằng thầy không chấp vào những món đồ ăn nguội hay nóng, cũ hay mới.